Dạ. Hồi sáng giờ con có liên lạc được với con Ngọc không? Bữa giờ không có tin tức gì của nó hết. Mẹ lo quá. Về dưới không biết nó có ăn uống được hay không, rồi có thai có bị hành hay không nữa. Bữa giờ con cũng mất tin tức với cổ luôn. Gọi điện thoại thì không liên lạc được. Con tính xin nghỉ phép mấy ngày để về dưới quê. Nhưng mà mẹ bị tai nạn vậy, thật sự con đi con cũng có yên tâm nữa. Chân mẹ không sao, bữa nay đi đứng bình thường rồi nè. Còn con á, dạ, nếu được thì thu xếp đi sớm để xuống dưới khuyên can an ủi nó. Mẹ sợ nó một mình, rồi lỡ nó cùng đường quẩn trí làm chuyện dại dột nó thì không hay. Dạ. Rồi, để mẹ vô mà sắp soạn đồ đạc, để không mà sáng mai lụp chụp mà lại quên. Dạ. Alo, cô khỏe không? Tôi... Bữa giờ sao tôi gọi điện thoại cho cô hoài không được? Cô biết tôi lo lắm không? Anh Thành à? Hả? Tôi có chuyện gấp, tôi gặp anh được không? Cô cứ ấp áp uống gì hoài. Cô không nói thì làm sao mà tôi dám hứa với cô được chứ? Chuyện này rất quan trọng. Gặp anh tôi sẽ nói cho anh nghe. Alo, Ngọc hả con? Bác nè, con về dưới sao rồi? Có khỏe không? Nè, nhớ giữ gìn sức khỏe, giữ vững tinh thần nghe chưa? Không có được nghỉ quẩn mà làm bậy nghe không? Với lại lỡ mà ở dưới có chuyện gì đó, con cứ lên đây, bác với thằng Thành lo cho con, đừng có lo gì hết nghe. Ở nhà bác. Dạ, con cảm ơn bác. Khi nào mà lên thành phố, con sẽ ghé thăm bác liền. Con Ngọc về tới nhà, vậy là mẹ mừng rồi. Dạ. Con cố gắng động viên nó, nói thiệt với ba nó đi, chứ không giấu hoài được đâu, nghe. Dạ. Sao, cậu xuống đây với mình vậy? Mẹ con đâu? Dạ, mẹ của anh ấy bị bệnh rồi. Để nó nói. Dạ, mẹ con còn đau chân, cho nên không có xuống được. Rồi chuyện này cậu tính làm sao? Cậu gây ra chuyện tệ hại như vậy á, rồi cứ im im hoài. Cậu bôi trò rách trấu mặt tôi nè, quăng hết gia phả dòng họ tôi xuống dung trình nữa chứ. Dạ, con xin lỗi bác. Xin lỗi thôi mà được à? Cái bụng con Ngọc á càng ngày càng lớn rồi, không chờ được nữa đâu. Ba ơi, nhà anh Thành á, chỉ có hai mẹ con à. Mẹ ảnh buôn bán nhỏ, còn ảnh thì làm bảo vệ. Tiền đâu mà làm đám cưới? Ba, hay là ba cho ảnh thêm thời gian đi ba. Hoàn cảnh như vậy á thì phải lo tổ chức đám cưới càng sớm càng tốt. Ba sẽ lo tất cả chuyện này. Ba, nhưng mà ba quyết định rồi, đừng có nói nữa. Hai đứa cưới nhau xong rồi á, ba cho hai đứa căn mặt tiền ở Long An. Thằng Thành á về phụ trách kỹ thuật ở xưởng gỗ của ba. Bác ơi, thật sự con... Thật sự sao? Cậu chê của hồi môn ít chứ gì? Dạ không. Dạ con xin lỗi bác. Nhưng mà ý con không phải là như vậy. Dạ con muốn trình bày với bác à. Ba ơi, anh Thành á, anh còn mẹ của ảnh nữa. Ba phải cho ảnh về hỏi ý kiến mẹ của ảnh đã chứ ba. Bây giờ hỏi ý kiến gì nữa chứ? Hả? Tháng sau là phải cưới. Bác ơi. Ủa, con mới lên hả? Dạ. Sao con? Con Ngọc dưới nó làm sao? Nó khỏe không? Rồi ba con Ngọc nói cái gì mà sao con thở dài thường thượt vậy? Dạ, ba Ngọc nói là con về thư với mẹ, để mẹ xuống tính chuyện cưới hỏi. Trời đất, con định cưới con Ngọc thiệt hả? Giờ con bị dính như chuyện này, con muốn giải thích lắm nhưng mà không biết giải thích làm sao hết. Trời ơi, đâu có được. Con đâu phải là da của đứa nhỏ đâu. Rồi làm đám cưới, rồi sau này mọi chuyện nó lộn xộn tùm lum hết trơn á. Không có được. Thật sự trong hoàn cảnh này con không biết sao nữa. Giờ tính sao đây mẹ? Mẹ cũng thương con Ngọc, nhưng mà mẹ nghĩ á, mình chỉ giúp đỡ nó trong cái khả năng của mình cho phép thôi. Chứ cái chuyện mà bắt con cưới nó là ngoài khả năng rồi. Mẹ nghĩ mình nên dừng lại ở đây đi. Mọi chuyện đã đi quá xa rồi. Mình phải làm sao để nói cho ba biết sự thật
trước khi quá muộn đây. Bà cứ nghĩ anh Thành là ba đứa nhỏ. Mà nói thật, chuyện mình có thai vô thừa nhận, ba mình sẽ sốc chứ không chịu nổi đâu. Ủa, thằng Thành đâu rồi con? Ba. Dạ, anh Thành anh về rồi ba. Cái thằng thiệt là không phép tắc gì hết trơn á. Muốn về cũng thưa qua ông già vợ một tiếng rồi mới về chứ. Ba la nó thôi, chứ ba đâu ăn thịt nó đâu nó sợ vậy. Nè, ba còn mua quà gửi cho chị thông gia nè. Ba. Hả? Con có chuyện muốn nói với ba. Chuyện gì vậy? Anh Thành không... Nó không chịu cưới con hả gì? Yên tâm đi, ba có cách ép nó phải cưới bằng mọi giá. Dạ không phải. Ý của con là... Chú Thành... Chính. À, Kim. Dạ thưa chú Chính, con mới qua. Kim. Vô nhà đi con. Dạ thôi con ngồi đây được rồi. Con nghe Ngọc về quê nên con qua đây thăm nó. Vậy hả? Ở chơi. Lát ăn cơm với bác luôn nha. Dạ con cảm ơn. Bác vô nhà. Kim, ngồi đây đi. Tình hình học sao rồi? Đang năm cuối phải không? Còn ba dạo này sao rồi? Tôi đi làm rồi chứ có được đi học như bà nữa đâu. Rồi bà làm ở đâu? Lương tháng được nhiều không? Tôi đi làm phục vụ quán bar. Nói nghe nè, nhiều anh heo lắm. Tiền thì cũng kiếm được tại vì có thêm tiền bo á. Thôi bỏ đi, để tôi kể chuyện tình yêu của tôi cho bà nghe. Người yêu của tôi hả, lo cho tôi dữ lắm luôn. Vừa đẹp trai nè, vừa phong độ nè, yêu chiều tôi hết mực luôn á. Ảnh còn nói á, năm sau nếu mà tụi tôi ổn định á là sẽ cưới đó. Thấy bà hạnh phúc như vậy, tôi cũng mừng cho bà lắm đó. Nè, bà có muốn coi hình của tụi tôi không? Ừ. Nè, hình người yêu tôi nè. Đây là người yêu của bà hả? Ừ, đúng rồi. Đẹp trai lắm đúng không? Nhìn sững như vậy là tôi biết rồi. Đi với ảnh á, trời ơi tôi hãnh diện lắm luôn á. Có nhiều cô gái cũng sững người và ao ước như bà vậy đó. Anh ta yêu bà lắm hả? Có chắc không? Bà đã tìm hiểu kỹ chưa? Trời ơi, ảnh ga lăng dữ lắm. Tình yêu của tụi tôi đang rực rỡ đó nha. Nè, bà thử nhớ lại coi anh ta có biểu hiện gì không thành thật không? Ví dụ như là anh ta thường xuyên nghe điện thoại của người khác mà không muốn cho bà biết. Hoặc là thường xuyên mất tích mà không có lý do gì hết. Thì cũng có. Có những lúc mới gặp tôi có chút xíu, có anh đi, anh nói là đi gặp khách hàng. Mà chắc là công việc thôi chứ không có gì đâu. Bà muốn biết chuyện tình cảm của tôi không? Kể tôi nghe đi. Lúc đầu khi mới quen tôi, anh hứa hẹn với tôi đủ thứ. Anh yêu thương, chiều chuộng tôi. Rồi đến khi anh ta làm ăn thua lỗ, anh ta cần tiền để làm việc. Tôi đã gom góp hết tiền ba tôi cho, tiền ăn học của tôi để đưa cho anh ta. Rồi khi biết tôi có thai, anh ta đã chối bỏ con của mình, mà còn nói những lời khó nghe với tôi nữa. Sao bà hiền quá vậy? Nếu mà gặp tôi hả, tôi quậy tới bến luôn. Bà muốn xem hình của anh ta không? Bà đưa hình nó đây. Bà xem đi, coi thử có quen không. Sao bà chụp hình chung với anh Tuấn? Không lẽ anh là cha của đứa bé trong bụng bà hả? Chính là anh ta. Không, tôi không tin. Không thể trùng hợp như vậy được. Nhưng mà chính xác là anh đó. Thằng Tuấn là thằng nào? Dạ, là bạn trai của con, cũng là người yêu của Ngọc. Đưa hình nó cho bác. Chi vậy bác? Cứ đưa hình nó cho bác. Nó hại con gái bác, bác không để cho nó yên đâu. Ây da, đánh lộn người rồi anh ơi, đánh lộn người rồi, tôi đâu biết mấy anh đâu. Mày là Tuấn đúng không? Tôi đâu có biết mấy ông là ai đâu, sao mấy ông đánh tôi vậy? Mày biết ai đây không? Không, tôi đâu biết nhỏ này là ai đâu. Mày gạt con gái người ta nhiều quá, không nhớ hết phải không? Đánh tiếp cho nó nhớ coi. Ê, đừng đánh, 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 đừng đánh
nha. Tao nói cho mày biết, tao là chính gỗ Long An, là ba có Ngọc. Mày lấy con gái tao á, có chữa rồi mày bỏ trốn. Đánh đi tụi mày. Ba ơi, xin lỗi ba, là con khốn nạn, con đê hèn. Ba ơi, ba đừng đánh con nữa, đừng đánh con dám nữa. Ấy, ấy à. Lần này á, tao cảnh cáo cho mày nhớ, tao lo chuyện con gái tao xong á, tao sẽ kiếm mày xử tiếp đó. Chờ đó. Đi tụi bay. Bà nói đi lên nhà bác Sáu, mà sau 2 ngày rồi vẫn chưa thấy về, không biết có chuyện gì không nữa. Ờ, ba. Ừ. Ba uống nước đi. Ừ, cảm ơn con. Sao rồi? Chuyện đám cưới tới đâu rồi? Nói ba nghe coi. Ờ, con... Con... Con sao? Ấp úng hoài vậy? Ờ, dạ. Con đang bàn với anh Thành ba. Tại sao lại bàn chuyện đó với anh Thành? Mà con bàn chuyện đó với cha của đứa nhỏ? Ờ, ba... Là sao ba? Còn giấu ba hết chuyện này là chuyện khác. Nếu con muốn gạt ba thì ba không can dự chuyện con nữa. Con xin lỗi đã nói dối ba, nhưng mà thật sự là con rất sợ. Đã nhiều lần con tính nói với ba nhưng mà con không dám. Con thật sự rất là sợ ba. Con sợ cái gì chứ? Tại sao chuyện quan trọng như vậy á mà con giấu ba? Ba giữ tới độ con không dám nói với ba hả? Ba trách con thì con chịu, nhưng mà xin ba đừng có trách anh Thành. Khi biết mình mang thai, con thực sự rất là quẫn. Con không biết mình phải làm sao hết á. Người yêu thì bỏ, không chịu nhận con. Con sợ sẽ làm ảnh hưởng tới gia đình của mình, làm mất mặt ba. Cho nên con đã đi tự tử. Chính nhờ anh Thành đã cứu con, mẹ anh Thành đã cưu mang con. Tại sao chuyện lớn như vậy mà con cứ ôm mình? Ba có là con, nhưng ba vẫn là ba của con mà. Con xin lỗi ba, con sai rồi. Con lên nghỉ đi. Bây giờ xảy ra chuyện đổ bể như vậy, làm căng cũng không thể giải quyết được chuyện gì hết. Bà con lối sớm biết chắc là muối mặt cả dòng họ. Mình còn dám nhìn ai nữa? Mà con mình xấu hổ, chắc bỏ đi xứ khác luôn. Ngặt nỗi thằng này nó nghèo quá. Thôi lỡ rồi, chấp nhận cho biết làm sao. Tại sao? Tại sao anh gạt tôi? Em, cái gì tự nhiên cái đùng đùng với anh vậy? Hôm qua anh gọi điện thoại cho em không bắt máy, làm anh buồn chết. Anh nhớ em lắm, không biết còn nhớ. Có chắc là anh nhớ tôi không? Trời ơi, em là người yêu của anh mà em. Anh có biết cô là tên Ngọc không? Anh ở với con người ta có bầu, rồi anh bỏ rơi. Anh nói cái gì vậy em? Quan cho anh lắm luôn đó. Anh nói cho em nghe nè, đứa nào nó đi đồn tụi bậy tụi bạ với em mà em không tìm hiểu, em đi trách anh. Cái cô Ngọc đó là cổ thích anh, nhưng mà anh đâu có thích cổ đâu. Tại đến nhà không được, cổ tức quá, xong rồi cổ đi ăn nằm với ai có bầu. Tự nhiên anh ngốc bắt anh đổ vỏ, anh đâu có chịu. Xong rồi anh không chịu, cái cổ nổi điên lên nè, cổ đi rau tùm lum tùm la là anh là như thế này như thế kia. Em mới tin anh chứ. Tin anh nghe chưa, không nghe người ta đồn tụi bay tụi bà. Tin anh? Ừ. Tôi không ngờ anh có thể nói ra những cái lời như vậy, bỉ ổi. Gì vậy em? Anh coi đi, Ngọc là bạn thân của tôi. Anh nghĩ tôi tin ai?
Ok. Nếu mà em biết hết mọi chuyện rồi thì cũng tốt. Tại vì tiền của em nó cũng không nhiều như tôi nghĩ. Chúc em may mắn với mối tình sau của em nha. Tôi cũng xin chia buồn với anh. Có cơ hội làm rể của một đại gia, nếu mà anh chấp nhận là cha của đứa bé thì toàn bộ tài sản của nhà đó thuộc về anh. Vậy mà anh nỡ lòng nào từ chối và trở mặt với con gái của một đại gia như vậy? Nếu như mà anh biết cái chuyện này sớm thì có lẽ mọi chuyện đã khác rồi, đúng không? Bây giờ ngồi đó mà ôm hối tiếc đi cưng. Ba của Ngọc giàu vậy sao ta?